Mến chào tất cả các bà con đang xem kênh nè. Thì hôm nay tiếp tục giao lưu với bà con những cái cây bonsai và những cái cây phôi nha bà con. Thì trên kênh em đa phần bán những cây bonsai và những cây phôi rất là nhiều nha. Những cây thành phẩm đẹp có, to có, nhỏ có nha. Thì bà con mình theo dõi clip nha. Đến cuối clip có những cây giá rẻ bất ngờ cho bà con mình luôn. Thì bà con mình liên hệ mua cây qua số điện thoại em là 0939442212. Số thì em có để trên phần màn hình nha. Bữa nay thì em có mặt hàng như là Chiếu Thủy nè ha, rồi Hải Châu, rồi cây siro nha bà con. Đây cây siro thì đang lên trái nha. Cuối clip thì những cái phôi rất là đẹp luôn, giá rất là rẻ luôn, em bán mới cho bà con mình luôn. Bà con mình xem tới cuối clip nha. Đây những cái trái siro đang lên, hoa đang lên luôn nha. Cái siro rất là to nha bà con, rất là to luôn. Đó thì cuối clip thì có những cái phôi đẹp nha, phôi Chiếu Thủy nuôi gọt cong được một cây sam trái nữa nha. Rồi hôm nay mã số 30 tiếp theo clip trước nha, là một cây Chiếu Thủy nuôi gọt cong phơm tàn thì cực kỳ mịn đẹp ha. Cây này quá đẹp luôn nha bà con, cây này thành phẩm hết buông dây hết rồi, này về mình mở dây được hết trơn rồi nha, còn mấy cọng nữa thôi. Nhưng cây này nó có lỗi tí xíu nha, cái giá cũng khá hữu nghị cho mình chơi luôn. Rồi đo thông số chiều cao đi, mã số 30 nha bà con. Chiều cao của cây cao là 50, cao là 50. Cây này phơm quá mịn đẹp luôn. Chiều dài tán là 85. Chiều dài tán là 85. Cây này mà không có cái mặt thẹo một cái giá rất là căng nha. Hoành. Hoành là 42. Hoành đế với. Đế là 67. Tổng hoành đế 67 nha. Đây. Cốt nữa đây, cốt đùi mà nuôi lên tới gì đây, nó già nó gục gịch, san hô nó lên một số luôn rồi nha. Đó rồi, đo cái cốt này giùm ạ. Cốt đó là khoảng 14 gần 15 rồi nha. Còn cốt bên đây. Cốt đó luôn. Mười lăm yếu một tí nha bà con, 14 đi ha. Đây bà con mình xem đây, dàn xương này buông dây hết rồi. Thì những cái cây này em mua ở cái vùng này đa phần bứng đất nha. Chậu cũng thuần chậu nhưng mà chậu đất thôi à, bởi bứng về vậy bà con mình gọt bọc làm lại vô cái chậu đẹp hợp lý nha. Đây còn cái mặt thẹo của nó đây, một đường đây, chỉ có một đường lỗ nhỏ đây nha. Đây cây này mua về mình để dành mình chơi phơm ngắm hoa cũng đẹp nha. Ở đây thì mình cắt đây, vậy bà con mình cái này mình có thể xử lý lại được ha. Mình đục xử lý keo được lại một thời gian thì nó sẽ cuốn lại thẹo nha. Mình xuống trồng đầy đủ dinh dưỡng cuốn rất là nhanh nha bà con. Đây thì nó chỉ có một cái vết sành đá rồi, cứng rồi. Này về có thể chen vô một cục đá hay là cái gì đó mình tạo cái tiểu cảnh ra ha, là mình dòm nha. Dàn xương thì khổ chia vào đâu hết. Đây tổng thể cái dàn xương của cây đây, phơm mịn ha, cốt to già cây nuôi không dưới mười mấy năm rồi nha bà con. Thì cái này em bó bầu cho đi, mã số 30 em giao lưu bà con có giá là 3,8 triệu em bao ship toàn quốc nha, 3,8 triệu, mã số 30 nha bà con. Rồi tiếp theo mã 31. 31 là một cây siro nha, cây này to rất là to nha bà con, ở phơm tàn ấm mịn, cốt cành cũng to rồi, ở một góc một cụm ha, một góc một cốt lên một cụm ra. Đây trái này ha, bà con mình xem trái đây, đây trái chính. Dòng siro này thì mình dòng như là dòng cây ăn trái nha. Cái trái nó chín màu đen, có thể mình nấu siro uống. Dinh dưỡng cây này rất là cao nha bà con. Thì cây này nó già rồi nó sẽ thường xuyên lên hoa cho mình. Nó thường xuyên lên hoa cho mình. Rồi mình quay đi, rồi quay vòng đi, quay quanh vòng hay vòng đi, cái đo thông số nó luôn. Rồi, quay đi. Đó tổng thể phơm của cây nha bà con. Rồi đo thông số cây đi, chiều cao cây. Chiều cao từ mặt bầu lên 69 nha. Tổng chiều dài tán, cái tán này có thể là một mét mấy rồi nha bạn, đứng phía sau đó kéo dài thước ra đó rồi, gần một mét rưỡi rồi nha bà con. Hoành cây 37. Hoành là 37 nha, khá là to. Đây thì nó được 3, 6, 8 thân nha. Đó quay vòng 8 thân nha bà con, cây này được 8 thân ha. Đây cái củ rất là to luôn, cây này khá già rồi, cốt cành tay út em rồi nha, nhỏ hơn tí nha, những cành lớn có thể tay út em chân rồi. Ở này về cắt dây bỏ là được rồi, nó theo phơm hết rồi. Còn rảnh nữa thì bà con có thể điểm thêm một dằn thêm một nước dây nữa. Cây này thì em giao lưu bà con có giá là 4,3 triệu, em bao phí ship toàn quốc nha. Mã số 31 nha bà con, 4,3 triệu, một cây siro cực kỳ lớn to đẹp nha. Rồi tiếp theo mã số 32 là một cây hải châu nha bà con. Hải châu này cái lá vàng tược này nó lên rất là mạnh đẹp ha, nó mịn cây hết rồi. Cây này thì phơm tàn ấm mịn, cốt cành to rồi,
Đó, cũng khá nhiều nước dây mới được gì nha. Rồi dừng lại đây. Đó, mình đo chiều cao đi ha. Chiều cao cây là 60 nha. Đó, cây này thì cái bộ đế cũng khá quái đẹp nha. 67. Tán ngang là 67 nha. Hoành đây 17. Hoành 17 là trên cái cụm luôn, cái hoành này em tính 14 15 cho bà con mình thôi nha. Tổng đế là 62. Đây. Cốt đây, tay cái em đưa vô đây ha. Đó, cốt chủ ha. Những cốt kia thì nhỏ hơn. 1 triệu 2 em bao ship toàn quốc, em bỏ bầu cho đi nha. Mã số 32 nha bà con, một cây Sigo 1 triệu 2. Cây khá là đẹp luôn nha. Rồi tiếp theo mã số 33 là một cây chiếu thủy nu gọt cong ở nằm chậu giết lúa ra lá nó gút nhỏ lại luôn nha bà con, rất là đẹp nha. Cây này thì tương đối đã thành phẩm được 70% rồi. Đó này về mình nuôi thời gian những cái chi nhỏ nó ăn dây, mở dây cái là xong nha. Mình quân tỉa tàn chơi thôi. Cao chiều 30. Cao là 30. Dài tán là 48. Dài 49. Dài tán là 49 nha. Hoành 21. Hoành 21 gần 22 nha. À, tổng cái củ đế dưới là 25. À, đo cái dàn đế sắp nó luôn. Cây này sắp đế nha bà con. Đế sắp khoảng 44 nha. Đây, dàn thân nó nu nút nè. À, cây tán đa thiên nhiên, phơm tán đa ha. À, những cái mặt cắt là bít hết rồi. Cái này thì em giao lũ bà con giá là 1 triệu 6 em bao ship bao chậu cho mình luôn nha. Mã số 33 nha, 1 triệu 6 bao ship bao chậu luôn. Rồi tiếp theo mã số 34 ở một cây nu gò công luôn. Thì cây này thì cốt cành chủ nó có hết, cái này nó lên đợt tược này bà con mình về mình tiễn ra cái mình điểm dây nó cái là nó mịn rồi nha. À, cái này thì em bán giá 700 ngàn cho bà con mình chơi thôi. Chiều cao là 52. Chiều cao là 52. Dì tán là 49. Tán ngang là 49 nha. Hoành cái này khoảng 20 nha bà con. 30. Đo cái hoành trước đi cưng. Hoành 19 nha ha. Cái cũ khoảng 34. Ở thì cây này em giao lưu con giá chỉ 700. Cốt cành này mà cắt không còn ha, liền hết rồi. Này về có thể cắt gọn gàng lại, chỉnh sửa lên cái form gọn ha, cho nó gớt gớt xuống rất đẹp nha. À, rồi. Mã số 34 nha. À, giá chỉ 700 ngàn bao ship toàn quốc. Mã số 35. Đây. Cây này thì phơm tàn mịn, cốt cành to rồi nha. Cái này về mình có thể lượt mớ chi lại bỏ nha bà con. Này dư chi nha, lượt bỏ bớt. Cốt chủ thì cốt nào cốt này rất là to luôn. À. Cao là 42. Cao là 42. Tán ngang là 67. Tán ngang là 67 nha. À, cây này thì hoành thân ở trên đi cưng. Ờ. Hoành thân trên là 25. Cần 26 rồi. Đây 36 là cái hoành tổng dưới cũ dưới ha. Này có đế ha. Đây này chân cái nhỏ hơn rất nhiều, này bằng chân cái à. Này rất là to nha. Ở phơm tàn thì mịn rất đẹp. Cái này thì bà con mình nuôi mà cắt thời gian bích cái giá trị rất là lớn luôn. Mà cắt kéo rất là tốt nha bà con. Rồi cái này em giao lưu bà con giá là 1 triệu rưỡi em bao ship toàn quốc nha. Mã số 35. Rồi tiếp theo mã số 36. À, mã số 36 này thì một cặp phôi nuôi gò công nha. À, đây cặp này rất là tương xứng và đẹp luôn, hai cái gọng nó khá là đẹp luôn nha bà con. Đây chiều cao một cây cao 40 nha, hoành là khoảng 21, cây bên đây cũng khoảng đó 22 hoành nha bà con, đế là 36 nha. Thì cặp này á em giao lưu với bà con có giá là 450 ngàn. À, rất là rẻ luôn nha, em bao ship toàn quốc. Những cái tông cây này mình chơi là dáng dân nhân, tông cao cành gớt rất là đẹp nha bà con. Ở mã số 36 nha, một cặp nha. Rồi đỡ cây. Rồi tiếp theo mã số 37. 37 cũng là một cặp luôn. Đó, cũng đồng giá luôn nha bà con. Coi góc bên đây quá to luôn nha. Đó, đồng giá luôn nha. Mã số 37 nha bà con. Cao là 39. Cao là 39. Cây này hoành nó khoảng 22 nha, cây bên kia hoành khoảng 25 nha bà con. Đó. Tổng hoành đế cái này nó đế từ khoảng 30 ngoài hết rồi nha. Ở cặp này thì giao lưu bà con cũng 450 ngàn thôi. Ở nu nút rất là đẹp luôn. Ở dòng này thì rất là dễ chăm nha. Thì bà con mình tiến hành trồng thì cũng phải bỏ khử bớt đất ha. Cái này đất còn hơi nhiều nha. Ở vô giá thể cũng trộn ít đất mặt, có đất mà ruộng dọn vô càng tốt nha bà con. Ở trộn cát rồi vô ha, mình trồng thì để trong chỗ mát mát ha, nó lên tược rất là nhanh luôn. Rồi mã số 37 giao lưu bà con có giá là 450 bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. 38 cặp này giao lúa bà con giá 400. À, đẹp nha. Một cây này thôi cũng đủ 400 nha bà con. Một cây nu quá, cây nu quái rồi đó, chiều cao đi. Cao
cao 27, cây này hoành khoảng 18 nha. À, cây có nhánh tử rất đẹp luôn. Những cái cây này bà con vừa cắt gọt lại giùm em nha. À, tại vì em không có thời gian mà làm cho nó hoàn chỉnh ha. Này làm hoàn chỉnh lên rất là đẹp luôn. Hoành ngay đó là 29 nha. À, cặp này giá 400 rất là rẻ nha bà con. Nó cây này không thì nó cũng dư ra 400 rồi. Ờ, tại em còn số lượng ít đó, những cái mẫu này em bán cho nó hết vườn, em dọn vườn nha. Giá thanh lý cho bà con mình luôn. Giá thì nó sát rồi, em không có giảm nha. Bà con mình mua thì ưng ý thì mua chứ em không có giảm nha bà con. Mã số 38. Rồi tiếp theo mã số 39 là một cây sam trái nha. Một cây sam trái. À, 39 cây cuối clip. Cây sam trái này em giao lưu bà con giá chỉ 550.000đ. Em bao phí ship cho mình luôn nha. Cây cực kỳ già, cây phơm tàn mịn đẹp nha. Cao là 20. Cao là 20. Dài tán là 48. Dài tán là 48, cây to mịn tàn đẹp nha. Đây là 10. Đế là 28. À, cây này hoành khoảng 10 tới 12 nha. À, tùy theo chỗ mình đo. À, cây này em giao lưu bà con giá 550.000đ đi, em bao ship toàn quốc cuối clip luôn nha. Cây này cũng là cuối clip nha bà con, thì cuối clip Thanh Bình cũng xin chào, chân thành cảm ơn bà con, rất mong được sự ủng hộ của bà con xem kênh, thấy hay chia sẻ và đăng ký kênh để mình theo dõi những clip mới. Em chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. À.